đã phải xa con tận là 3 tháng rồi. Và hôm nay là ngày đầu tiên trở về nhà. Con gái mình dường như là không nhận nổi ra cái vẻ bề ngoài của mình nữa. Nhìn thấy con và gặp được một cái ánh nhìn rất là xa lạ. Khi mà mình bế con lên là con cứ đẩy ra như là gặp một người lạ luôn. Sau một thời gian rất là lâu thì con mới nhận được ra mình. Khi mà nhận được ra rồi thì là con lúc nào cũng quấn lấy mình ấy. Mình chỉ cần ôm vợ thôi là con cũng đẩy mẹ ra. Lúc nào cũng chỉ muốn ở gần bố nhiều hơn. Và mẹ mình là rất là lo cho cái sức khỏe của mình. Con khác hẳn đi, con giảm cân như này, con khác khỏe không? Cái lần trở về nhà này lại trùng hợp kỷ niệm 3 năm ngày cưới của mình với vợ. Đây sẽ là một cơ hội để mình bù đắp cho vợ. Đã chọn lại cái nhẫn mà vợ mình ngày xưa rất là thích. Nhưng mà tại là do điều kiện kinh tế chưa đủ. Mình là cảm nhận được cái sự là hạnh phúc ở trong mắt của vợ mình. Và mình cảm giác ngày hôm nay thật là ý nghĩa. Nhưng mà cái khoảng thời gian này quá là ngắn. Là nhà chứ bây giờ là bố phải đi thi rồi. Tay thì với theo, lúc đấy thì tim mình là như là quặn lại luôn. Bà hứa với con là bà sẽ làm hết sức để mang về chiến thắng. Và những cái giọt nước mắt của con sẽ là những cái động lực giúp bà thi đấu hết mình ở trong cái đêm chung kết xếp hạng.